Có thể bạn chưa biết, đây là lâu đài đã góp phần tạo cảm hứng cho Walt Disney vẽ ra tòa lâu đài lọ lem mà các bạn thường thấy đó. Đây chỉ là một trong những công trình nổi tiếng của thành phố cổ Segovia của đất nước Tây Ban Nha mà thôi. Ngoài ra, ở đây còn có cái máng nước do người La Mã cổ đại đã làm thủ công cách đây hơn 2.000 năm. Có nhà thờ phong cách Gothic cuối cùng của Tây Ban Nha, có giáo đường Do Thái cũ nữa. Và đến với Segovia, bạn không thể bỏ qua món heo sữa quay nổi tiếng tại một nhà hàng đã hơn 100 năm tuổi này nha. Tất cả những điều này đều có trong vlog một ngày ở thành phố cổ Segovia trong hành trình khám phá đất nước Tây Ban Nha lần này của Gấu Ham Đi Tui nha. Let's go! Mình thấy cách tốt nhất để khám phá thành phố cổ Segovia này là đi bộ. Dự kiến hôm nay là mình sẽ đi bộ khoảng gần 20 cây số. Nên các bạn hãy chuẩn bị một đôi giày thật tốt để có trải nghiệm tốt nhất khi mà đến đây nha. Và bây giờ hãy bắt đầu hành trình đến với Segovia nào. Chào cả nhà, là một ngày mới của Vinh Gấu tại thành phố Madrid của đất nước Tây Ban Nha. Thì nhiệt độ ngoài trời đang là 18 độ C, trời rất là mát nha. Và trời cũng rất là đẹp nữa, mọi người có thể nhìn thấy là phía sau lưng mình trời rất là xanh và trong đúng không? Hôm nay mình sẽ có một hành trình mình nghĩ rất là thú vị khi mình được đi về một thành phố cổ mà có hơn 2.000 năm lịch sử rồi. Đây là thành phố nằm ở phía tây bắc của thành phố Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Và bây giờ hãy cùng mình lên một chuyến tàu để mình di chuyển đến thành phố đó nha. Đi thôi! Mình rất là thích con đường này vào lúc buổi sáng sớm, lúc mà mọi người chưa ra đường nhiều và nắng sớm đẹp mê mẩn luôn. Nếu mà mình không vội đi ra ga tàu để cho kịp chuyến tàu, chắc là mình còn nhẫn nhơ ở con đường này lâu lắm. Từ chỗ mình ở, mình cần đi một chuyến tàu metro để đến với trạm Madrid Tramatin. Rồi từ đây mình mới bắt thêm một chuyến tàu cao tốc khác để đến với Segovia. Tổng thời gian di chuyển bằng tàu của mình là khoảng gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Khỏi tàu metro xong thì bây giờ mình sẽ phải di chuyển rất là nhanh để đến một cái tàu cao tốc khác. Và đây là cái nhà ga mà mình sẽ đón chuyến tàu tốc hành đi đây. Mình phải rất là nhanh tại vì gần tới giờ tàu chạy đây. Wow. Các bạn thấy đó, ghế ngồi ở đây rất là xịn nha, rộng rãi, sang trọng và thoải mái. Có nhiều không gian để bạn làm việc nữa. Còn bây giờ thì ngồi tận hưởng cảnh vật trên đường đi với tốc độ hơn 240 km/h thôi nào. Mình vừa mới tới trạm ga Segovia rồi. Trời hiện nay đang rất là đẹp luôn á. Oh, rất là thú vị, rất là háo hức luôn. Wow, đẹp quá. Đẹp vãi. Nice. So cool. Và bây giờ mình sẽ đón một chiếc taxi để đi vào trong phố cổ Segovia. Dự kiến thời gian di chuyển khoảng 15 phút. Ngay từ lúc mình đặt chân đến Segovia là mình đã mê chỗ này rồi. Không thấy nhiều nhà cao tầng nè, không thấy nhiều xe trên đường đi, mà thay vào đó là bầu trời xanh rộng lớn, những quả đồi xanh rì đẹp mắt nữa. Nhiều đó thôi là đủ thấy mê rồi. Và sau khoảng 15 phút ngồi trên xe taxi thì bây giờ mình đã đến thành phố cổ Segovia rồi. Trời, lần đầu tiên mình đến đây mình thấy rất là đẹp luôn. Kiểu rất là yên bình á. Và nhìn nó rất là cổ kính nữa. Cái này chắc cũng có tuổi đâu đó khoảng 2.000 năm rồi. Và cũng là một trong những di sản thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1985. Và bây giờ hãy cùng mình đi khám phá ở nơi này nha. Segovia có một cái lịch sử rất là lâu đời, mà bắt đầu từ thời kỳ La Mã.
là khoảng 2.000 năm trước rồi. Điểm mà nổi bật nhất của Segovia đó chính là cái công trình cái máng nước của người La Mã ngày xưa, để họ có thể là đưa nước từ trên một ngọn núi để vào trong khu trung tâm của khu phố cổ Segovia này. Máng nước này có chiều dài là khoảng 16 cây số và với số lượng đá là khoảng 20.000 viên, và trọng lượng của mỗi viên đá này thì có khi lên đến 500 kg một viên. Thì một điều đặc biệt là cái công trình này không hề sử dụng vữa hay là sử dụng xi măng gì cả. Tất cả đều là chỉ là sự sắp đặt của những viên đá này lên mà thôi. Thì mọi người có thể để ý là những viên đá này sẽ có những cái lỗ như thế này. Cái lỗ này thì để họ gắn những cái móc, những của cái cần cẩu vào để họ cẩu lên, họ đặt vào trong đó. Và những cái chỗ này nè, thì những cái chỗ lỗ nhỏ như thế này, họ dùng những cái cây sắt và họ nhét vào trong đó, và sau đó họ sử dụng sức của họ để mà sắp xếp lại viên đá này vào một vị trí cố định như thế này đây. Mặc dù là có những cái mái cong như thế kia, nhưng mà tất cả đều không có sử dụng xi măng hay là vữa gì hết nha. Công trình này là có chiều cao đâu đó là khoảng 25 mét. Chỗ này là văn phòng du lịch của Segovia. Thì ngay kế bên đó có một con đường để mọi người đi lên trên, để mọi người có thể có một cái nhìn toàn cảnh hơn về cái máng nước đã làm ngày xưa nha. Trời, từ chỗ này nhìn xuống thấy nó đẹp cỡ nào nhờ. Sau khi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cái máng nước ấy và hiểu hơn về cách mà người La Mã ngày xưa đã xây dựng nên công trình hoành tráng này, mình tiếp tục đi bộ để khám phá khu phố cổ nha. Little by little we will see on the floor, on the ground. Okay. The aqueduct plates that is telling us that we are walking above it. Kể ra thì khu phố cổ này cũng nhiều cửa hàng lắm nha, từ tiệm thuốc đến những tiệm đồ thời trang, đồ lưu niệm và nhiều nhà hàng nữa. Đây là quảng trường Medina del Campo. Đây là khu trung tâm thành phố thời Trung Cổ nè. Ở trung tâm quảng trường là bức tượng của Juan Bravo, một vị thủ lĩnh đã từng lãnh đạo quân đội hoàng gia để bảo vệ vua và cư dân ở đây. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 16, ông lại chống đối lại chính sách của nhà vua Charles đệ ngũ và bị thất bại. Xung quanh quảng trường này bây giờ là nhà hàng, khách sạn, nhà thờ San Martin và được hình thành từ hồi thế kỷ thứ 12. Và có một điều thú vị về những chiếc ban công ở khu này, đó là this is because they were the dryers. It's not because they wanted to go to do gossiping who is passing by, no? They use it, okay, to dry this merino wool cloth. They hang it there and dry it with the sun. This is the sunniest place. So most of the day they are having sun. So this was one of the functions of this of these houses. Và đây là Plaza Major, quảng trường chính của Segovia, nơi mà có tòa thị chính, nhà thờ San Miguel và thánh đường Segovia. Và bây giờ mình cùng khám phá nhà thờ phong cách Gothic cuối cùng của Tây Ban Nha này nha. This is the last Gothic style cathedral built. The construction started in 1525 and then the construction lasted around 243 years. So we finished the construction in the 18th century. Very important part of our that dome is 33 meters high. All in all, the dimensions of the cathedral is like a football stadium, let's say. It's 109 meters long, 55 meters width, and then the top 33. Điều dễ nhận ra sự khác biệt của phong cách Gothic đó chính là cách mà họ lấy ánh sáng tự nhiên thông qua những ô kính đầy màu sắc như thế này. Ở thánh đường này có nhiều tác phẩm cửa kính được làm từ thế kỷ thứ 16, nhưng cũng có nhiều tác phẩm được phục dựng lại và cũng có tác phẩm còn được thêm thắt những yếu tố của thời hiện đại nữa nè, như họ thêm Bitcoin vào trong cái bức tranh kính này chẳng hạn. And here we can see in this coffin they have done a hinge to the Bitcoins. Really? Really, yes. Do you see the BB there? Yeah. This is a typical, this is from the Bitcoins.
Còn đây là khu vực hợp xướng, được hình thành từ phiên bản đầu tiên của nhà thờ, nên không gian ở đây vẫn còn mang phong cách La Mã cổ đại. Dàn nhạc ở đây vẫn còn hoạt động tốt nha, nên một năm ở đây thường diễn ra khoảng 5-6 buổi hòa nhạc lận. Mấy cái ống màu vàng vàng mà các bạn thấy đó được làm từ gỗ cây thốt nốt, sau đó họ phủ vàng lên. Còn đây là lối vào tu viện nè. This gate also, like the cloister, they brought it stone by stone from the first cathedral in the 16th century. But as you can see, due to the centuries, the color is going away. Mình thích cái lối đi ở đây ghê. Ánh sáng tràn ngập qua khoảng không gian ở giữa các cây cột. Bên ngoài là bầu trời xanh và khu vườn nhỏ xinh. Đẹp lắm nha. Còn đây là những vật dụng ngày xưa họ dùng để xây dựng nên thánh đường này nè. Và có cả phiên bản nhỏ hơn của những vật dụng ngày xưa mà người La Mã dùng để xây dựng cái máng nước khổng lồ mà lúc nãy mình đã chia sẻ rồi đó. And these are the clothes that I was explaining before in the for the aqueduct they were bigger. But this is smaller, but they are made of cast iron because they are very strong. Đó, bây giờ bạn đã hiểu vì sao là mấy cái phiến đá to ở chỗ cái máng nước lúc nãy mà mình chỉ á, nó lại có cái lỗ tròn ở giữa viên đá chưa? Mấy cái lỗ đó là để người ta móc cái càng này vào, và sau đó họ nâng đá lên một cách rất là thủ công. Công nhận ngày xưa mà đã làm được như vậy rồi, đỉnh thiệt chứ. Còn đây là căn phòng chapter, họ gọi như vậy là tại vì họ thường đọc một chương trong Kinh Thánh, hay còn gọi là một chapter trong Kinh Thánh, trước buổi cuộc họp với nhau. Leaf on the top is made of wood especially, and normally it takes to weave it around 1 square meter, 9 months. Và đây là mặt trước của nhà thờ. Hồi thế kỷ thứ 17 á, thì công trình này là có ngọn tháp chuông cao nhất Tây Ban Nha, lên đến 108 mét lận. Tuy nhiên, sau một vụ hỏa hoạn khiến cho công trình này hư hại nhiều và họ đã mất 20 năm để phục dựng lại. Khi đó, họ quyết định giảm độ cao của tháp chuông này xuống còn 88 mét mà thôi. Quả là một công trình rất là xuất sắc và hoành tráng đúng không? Mình rời thánh đường Segovia để tiếp tục dạo quanh khu phố cổ này để ngắm những căn nhà còn mang phong cách La Mã thời thế kỷ thứ 12. Và điểm tiếp theo mình đến là Alcázar. Ban đầu nơi này được xây dựng như là một pháo đài La Mã hồi thế kỷ thứ 12. Nhưng mà rồi qua nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn mở rộng và tu sửa, Alcázar trở thành cung điện hoàng gia, nơi ở của khoảng 22 vị vua cùng với các nhân vật quan trọng khác. Ngoài ra, Alcázar còn là nhà tù, học viện quân sự và bây giờ là bảo tàng cho mọi du khách tham quan. Nếu mà bạn để ý á, thì bạn sẽ thấy là Alcázar nhìn như là một chiếc thuyền đang rẽ sóng. Và người ta cũng nói rằng đây là một trong những lâu đài đã tạo cảm hứng cho lâu đài Disney nổi tiếng đó. Thú vị chứ ha. Tiếp tục khám phá với Gấu Ham Đi Tui nha. Vừa đi vào là mình thấy một cái hố sâu dã man luôn. Mỗi lần mình nhìn xuống đó là nổi da gà rần rần liền. 26 meters deep. Đi vào bên trong là nơi trưng bày của các chiếc áo giáp với kích cỡ cho trẻ em đến cả người trưởng thành nữa. Because when they reach the age of 13 years old, they can go to the battle and they need already to know how to walk with the armor and to also use the sword. Sau đó là tới phòng làm việc, phòng họp của vua và kế đó là căn phòng với 52 bức chân dung rất là chi tiết của các vị vua Tây Ban Nha. Trần nhà thì được trang trí công phu theo phong cách Hồi giáo. Tuy nhiên, trần này được phục dựng lại sau một trận cháy nha. Và căn phòng tiếp theo đó là phòng ngai vàng, nơi mà diễn ra các nghi lễ quan trọng. Và ở đây có một bức tranh vẽ về sự kiện bà Isabella đã bước ra từ nhà thờ San Miguel ở Plaza Major mà lúc nãy mình có nhắc tới và tự phong cho mình là nữ hoàng của Castile chỉ 2 ngày sau cái chết của anh bà là Henry đệ tứ. Và đứng từ trên này, bạn có thể ngắm được toàn cảnh trung tâm của Segovia và những vùng lân cận nữa. Đứng ở đây gió mát vời vợi và tha hồ mà tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời xanh ngắt ngoài kia. Trong tòa lâu đài này cũng có một nhà nguyện nhỏ như thế này nè.
và phía bên ngoài vẫn còn dấu tích của trận hỏa hoạn đã xảy ra với nơi này nữa nè. Khi mà đi ra ngoài á thì bạn sẽ thấy một cái giếng nhỏ ở đây. Đây là đoạn cuối của cái máng nước dài 16 cây số mà ở đầu vlog mình đã nhắc tới đó. Để gọi là pháo đài mà, làm sao mà có thể bỏ qua được căn phòng với những chiếc pháo đài hoành tráng được đúng không? Và nó đây nha. Nãy giờ đi bộ cũng rã rời cái chân rồi, bây giờ mình đi ăn trưa nha. Ở Segovia này nổi tiếng với cái món là heo sữa quay cochinillo, nghe nói là ngon lắm, để mình mò đi ăn thử. Nhà hàng mình ăn có tên là Mansion de Candido, có nghĩa là nhà trọ của Candido. Tại vì xuất phát điểm của nhà hàng này từ thế kỷ thứ 18 là nhà trọ với quán rượu nhỏ. Rồi dần dần chủ nhà ở đây mới mua những căn nhà kế bên và phát triển thành một nhà hàng như ngày nay. Đó là lý do vì sao mà không gian bên trong quán này khá là nhỏ. Tính ra là nhà hàng này cũng cỡ hơn 100 tuổi rồi đó, xịn thật chứ. Món khai vị của mình ngày hôm nay đó là món súp có truyền thống từ thế kỷ thứ 15 tới bây giờ. Thành phần của món này gồm có mỡ heo nè, thịt jambon, bánh mì để qua đêm rồi sau đó nướng, trứng và một ít thì là nữa. Cái màu đỏ đỏ mà mọi người đang thấy đó là do bột ớt paprika, một loại gia vị thường thấy trong các món ăn của Tây Ban Nha nha. Khi mà mình ăn vào thì mình thấy có vị chua chua nhẹ. Mình nghĩ cái vị chua chua đó là do miên chua của bánh mì mà họ đã để qua đêm. Bạn có thể lấy thêm bánh mì để nhúng vào ăn tiếp cũng được nha. Tổng thể thì mình thấy món này rất là lạ miệng nhưng mà rất là dễ ăn nha. Famous people who come to Segovia came to eat this restaurant. Wow. For example, that black white photograph, that's the late king of Spain. Mm. He used to come here. And the king of the actual king, too. Famous football players, basketball players, singers, writers, they come here. Poets, a lot of people. Wow. Ở Segovia có một cái món ăn truyền thống đó là thịt heo sữa quay. Thì để chứng minh cho việc là cái thịt heo sữa quay này nó mềm như thế nào và nó ngon như thế nào thì bây giờ mọi người hãy coi thử là một cái màn gọi là cắt thịt heo sữa quay chỉ bằng một cái đĩa thôi. Welcome to Spain. Welcome to Segovia. Welcome to Madrid. Gracias. Người mới trình diễn cái phần cách thịt heo sữa quay bằng đĩa sứ đó là thế hệ thứ 3 của gia đình nhà Candido. Việc ông ném chiếc đĩa xuống cho nó bể cũng chỉ để chứng minh là chiếc đĩa này cũng như ba chiếc đĩa thừa mà thôi. Đây cũng là truyền thống chào đón các vị khách đến với nhà hàng của ông từ bao đời nay. Bây giờ hãy cùng mình thưởng thức món heo sữa quay cochinillo này nha. Yeah. Nice. The smell so good. Yes. Okay. So good. Thịt rất là mềm luôn. Này mà có tương ớt hả? Dạ, máu của heo. Miếng thịt heo đấy rất mềm và da cũng rất là giòn nữa. Và sau cùng là món tráng miệng. Phải công nhận là những món ăn ở đây xứng đáng để tạo nên danh tiếng và ẩm thực của Segovia. Ngon tuyệt vời luôn. Và sau khi đã nạp dư năng lượng xong, hành trình khám phá thành phố cổ Segovia xin phép được tiếp tục nha. Điểm đến tiếp theo của mình đó là khu phố cổ của người Do Thái. Cách chỗ mình ăn trưa chỉ khoảng 10 phút đi bộ thôi. Đây là khu phố mà người Do Thái đang sinh sống. Nổi bật nhất là công trình giáo đường Do Thái cũ, nay được sử dụng là tu viện có tên là Corpus Christi. Tu viện này rất là đẹp nha, và được đặt ở ngay giữa khu dân cư Do Thái luôn. Ngoài kiến trúc ra, mình ấn tượng với những hoa văn trên những bức tường như thế này. Những mẫu hoa văn này là mỗi nhà mỗi khác, và điều này tạo nên một điểm nhấn rất là thú vị khi mà lang thang ở đây. Nhưng mà để tạo ra nó không hề dễ dàng chút nào đâu nha. Thì để làm ra một bức tường như thế này ha, họ sẽ trộn cái hỗn hợp là bao gồm nè cát, nước và xi măng trắng. Và sau đó là họ tô một cái lớp đầu tiên lên, họ để cho khô. Rồi sau đó họ
họ chế thêm cái lớp thứ hai lên. Khi mà lớp thứ hai gần khô rồi, họ mới dùng một cái dụng cụ để họ tạo ra những cái hình như thế này. Tất cả những cái này đều là bằng tay hết. Thì ngày xưa thì chỉ có những người giàu họ mới làm những cái bức tường kiểu như thế này thôi. Và ngày xưa thì họ làm ở phía bên trong nhà. Còn sau đó thì họ thấy là để trong nhà đẹp quá thì bây giờ mình sẽ đưa ra bên ngoài để tạo ra những cái bức tường như thế này. Thì đây là một trong những cái điều rất là đặc trưng ở cái thành phố Segovia này. Và trải nghiệm tiếp theo của mình là đi bộ xuống khu triền dốc theo một con đường bao quanh thành cổ Segovia ở đây. Nãy giờ các bạn đã thấy những gì được đặt ở trên dãy núi đá rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi vòng xuống phía dưới để có thêm nhiều góc thú vị khác về những công trình nổi bật của phố cổ Segovia này nha. Quãng đường này có chiều dài khoảng 3 cây số, đường lai lai rất là dễ đi và có nhiều cây tre nên rất là mát mẻ và dễ chịu để đi bộ đó. Và điểm dừng đầu tiên là một viewpoint nằm ở gần với khu phố cổ Do Thái. Chỗ này từng là nghĩa trang của người Do Thái ngày xưa nha. Nhưng mà từ đây ngắm về phố cổ Segovia thì rất là đẹp. Wow. Và lúc này mình đang ở một cái viewpoint mà có thể là nhìn qua phía bên kia là thành phố cổ của Segovia. Từ đây là có thể nhìn được gần như là toàn cảnh của cái thành phố cổ này luôn. Phía bên kia thì mình sẽ thấy được đó là cái tòa lâu đài, nơi mà có những cái pháo đài ở phía bên đó. Rồi qua phía bên này, đây là tháp chuông của nhà thờ chính của thành phố Segovia này. Đứng ở bên này nhìn xuống rất là đẹp nha. Phía dưới chỗ này là những cái mồ chôn những người Do Thái ngày xưa nè. Nói những cái rãnh kia là những cái rãnh mà ngày xưa họ để những cái xác chết nằm trong đó đó. Lúc mà mình đi ở đây mình gặp rất là nhiều bông gòn bay xuống. Khi mà bông gòn rớt xuống những cái bãi cỏ như thế này nè, tạo nên một tấm thảm màu trắng nhìn rất là đẹp nha. Mấy người đây họ gọi là tuyết rơi mùa hè. Dễ thương ha. Ở chỗ này ngày xưa từng là một cây cầu để nối liền từ phía bên này đi qua phía bên chỗ cái tòa lâu đài này. Tuy nhiên là trong một cuộc chiến tranh nào đó thì cái cầu này đã bị phá vỡ. Đó, đã bị phá vỡ như thế này. Và ngày nay họ không có xây dựng lại cái này nữa. Và phía xa xa kia là mình đã thấy được cái tòa lâu đài rồi. Quá là đẹp luôn. Khi mà mọi người đi dọc con sông chỗ này sẽ có rất là nhiều góc mà mọi người có thể ngắm được cái tòa lâu đài ở phía bên kia. Rất là đẹp nha. Dọc con sông này là một khu công viên và mọi người có thể đến đây là để tập yoga nè, chạy bộ nè, hoặc là ngồi chơi, ngồi chill với bạn bè và gia đình nữa. Không khí ở đây cực kỳ trong lành và rất là mát mẻ nữa. Mình thích chỗ này quá. Chỉ tiếc một điều là mình không có được ở đây một đêm nào thôi. Chỗ này rất là đẹp. Ở Segovia thì có hai con suối chạy ngang qua nơi này. Thì đây là một trong hai con suối đó. Và đây là con suối to nhất, trong nhất và sạch nhất. Con suối này chảy từ trên núi chảy xuống là điều tất nhiên rồi đúng không? Nhưng mà thành phố của Segovia ngày xưa lại được là xây dựng ở trên một quả đồi, một trên một cái đồi trên kia kìa. Thì đứng từ đây mình vẫn có thể thấy được cái thành phố đó. Thì người La Mã ngày xưa họ đã xây ra một cái máng, họ đã tạo dựng ra một cái máng để đưa nước từ trên quả núi đó đi tới thành phố đó. Chứ họ không có dùng một cái hệ thống nào để đưa nước từ phía dưới này để đi lên trên kia cả. Rất là thông minh luôn đúng không? Thì ngày nay thì cái hệ thống máng nước đó đã tạo nên một cái hình ảnh, tạo nên một cái điểm nhấn cho thành phố cổ Segovia này. Và chỗ này thì khi mà mình đứng ở đây thì mình có thể nghe được cái mùi hương rất là thơm của cỏ cây xung quanh này. Mình có thể nghe được tiếng chim hót rất là líu lo bên đây nữa. Và mình còn nghe được cả tiếng suối nữa. Ở đây rất là yên bình luôn cả nhà. Nếu mà mọi người đã có dịp đến với thành phố Madrid của đất nước Tây Ban Nha, hãy dành thêm một ngày để đến với thành phố cổ Segovia này nha.
Và ngay ở chỗ này mình thấy có một cái vòi nước mà chỗ này ghi là mình có thể uống được. Ê, nước có vẻ rất là mát lạnh nha. Và cái nước này mình uống là nó cũng cùng cái nguồn nước rất là trong sạch mà mọi người đang ở trên thành phố kia uống á. Nếu mọi người yên tâm mà uống cái này. Đã quá, đã quá. Thank you. Trời ở đây xanh quá, nhiều cây cối là chỉ thích liền luôn á. Mình thích cỏ cây. Một ngày ở đây rất là thú vị nha, mình có thể biết được rất là nhiều thông tin về lịch sử hình thành ra cái thành phố cổ này, biết được thêm nhiều về kiến trúc, xây dựng những căn nhà ở đây và cách mà họ trang trí như thế nào nữa. Và mình được trải nghiệm thêm những cái món ăn rất là đặc trưng của Segovia. Chưa hết là mình còn có dịp để đi tham quan những công trình kiến trúc đã tạo nên cái tên tuổi của Segovia. Và nếu mà bạn có thời gian đến với thành phố Madrid của Tây Ban Nha, hãy dành ít nhất một ngày đến với thành phố cổ Segovia này nha. Nếu có điều kiện hơn thì hãy ở đây 1 đến 2 đêm để bạn có thể là trải nghiệm sâu sắc hơn về thành phố cổ này. Và bây giờ hãy bắt đầu hành trình quay trở ngược lại về với thành phố Madrid nha. Và đây là phần kết cho trải nghiệm một ngày ở thành phố cổ Segovia rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở vlog lần sau nha.